Xin chào tất cả các bạn. Thì cũng khá lâu rồi mới gặp lại mọi người ha. Vì mấy hôm nay mình cũng hơi bận nên là cũng không có nhiều cái thời gian để hướng dẫn các bạn làm đồ dùng đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một loài hoa. Đây là hoa rum đó các bạn. Thì hoa này cực kỳ dễ làm luôn. Chỉ cần cuốn xốp lại thế là đã được một bông hoa rất là xinh rồi nè. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng coi video và làm hoa rum chung với mình nha. Các bạn cần phải chuẩn bị cho mình giấy xốp các màu như sau: màu xanh dương, màu xanh lá cây và màu vàng thì cần xốp 5 ly, và một tờ xốp xanh lá cây và đỏ thì sẽ là xốp 1 ly nha các bạn. Bên cạnh đó còn có kéo nè, keo 502 và một cái bần ủi nữa nha. Rồi bây giờ các bạn hãy cùng làm với mình. Trước tiên mình sẽ vẽ lên tờ xốp đỏ này một cái cánh hoa. Thì cánh hoa của chúng ta có dạng tương tự như hình trái tim vậy đó. Rồi được chưa các bạn? Bây giờ mình sẽ cắt ra nha. Rồi tiếp đến mình sẽ dùng bằng ủi để mình uốn cong cho cánh hoa. Các bạn đặt bằng ủi lên và chờ khoảng 30 giây. Rồi bây giờ các bạn mình sẽ lấy tay mình uốn cánh hoa nha. Mình sẽ uốn phần mũi hoa cong ra phía sau như thế này. Và các cái viền của cánh hoa hai bên nữa. Chúng ta sẽ uốn cong để lát nữa mình cuốn vào thì cánh hoa nó sẽ tự nhiên hơn nha các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cắt phần nhụy hoa, cái nhụy màu vàng này nè. Các bạn sẽ dùng xốp 5 ly, các bạn cắt cho mình một đường thẳng nhỏ nhỏ như thế này. Rồi thì bây giờ mình sẽ tỉa tròn nó đây nha. Cắt bỏ hết tất cả các phần viền nhụy nè. Rồi tỉa tròn phần đầu luôn. Sau đó chúng ta sẽ dùng tay chúng ta vuốt cho nó tròn đều nha các bạn. Rồi như vậy là mình được một phần nhụy hoa này. Bây giờ mình sẽ dán phần nhụy hoa vào phần cánh hoa nha. Dán ít thôi nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta cuốn tròn cánh hoa lại. Rồi dùng keo dán lại nha. Rồi như vậy là mình đã có một cái hoa rồi nè. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt phần thân. Phần thân hoa thì mình cũng dùng xốp 5 ly nha các bạn. Thì mình cắt ra một đoạn như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ dán phần thân vào phần hoa. Trước khi dán các bạn tỉa cái đáy hoa cho nó bằng đi nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm phần đế hoa. Với đế hoa thì em đã dùng xốp 5 ly
và cắt một hình tròn như thế này nha. Bây giờ chúng ta sẽ gắn phần hoa lên phần đế này. Rồi như vậy là em đã gắn xong khóm hoa rồi nha. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ làm phần lá hoa. Các bạn cũng sẽ dùng xốp 1 ly màu xanh lá cây. Các bạn cắt cho mình những chiếc lá tương tự như hình dáng cánh hoa nha. Tức là cũng dạng như hình trái tim á. Rồi bây giờ mình sẽ dùng bằng ủi. Mình uốn cong phần lá. Mình sẽ uốn cong phần lá nha các bạn. Rồi mình sẽ vẽ cho nó gắn lá nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dán lá vào này. Các bạn dán 3 cái lá ở xung quanh khóm hoa nha các bạn, chia đều khoảng cách ra. Lá to mình sẽ để phía sau. Rồi các bạn, như vậy là chúng ta đã có một khóm hoa hồng môn rồi nè. Mình sẽ quay xung quanh cho các bạn coi nha.